chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Raider 110 độ kinh up chùm cuối đã xuất hiện của một tay chơi rạch giá. Dù đã có phiên bản Raider phun sân tử, nhưng một tay chơi ở rạch giá vẫn mặn mà phiên bản sân cờ đã xuất hiện ở Việt Nam hơn 5 năm qua. Chiếc xe được chọn lại là hoàn toàn mới, với những điểm nhấn nhá là phần dàn chân trước, sử dụng cái bục upside down đẹp mê hồn. Cái điểm nổi bật đầu tiên là cụm hắn Rainbow Bridge để kiểm soát được phanh trước. Ngoài ra chủ xe còn trang bị thêm bình dầu EMCC làm ổ chí dầu rời đi kèm theo tay. Cái điểm nhấn nho nhỏ ở phía trên là cái cốc gió đến từ nghịch của Stabuli, có lợi thế là đè mạnh hơn phần đầu, có thể là xả dầu không cần quặng ốc ra, dễ dàng làm hư răng. Còn đây là những cái ảnh của cụm on-off Domino kết hợp cùng với cụm tăng tốc, cùng được hiệu có cái màu vàng nó bật, giúp hành trình ra được cút cái đáng kể xe đạp nhanh hơn. Full ốc full một cái bộ cụm có ống ba ống ga, lần lượt là cái màu trắng là zin cho anh em nào thích di chuyển, xanh lá là tăng là vừa, đỏ là smart luôn. Cái cụm tacon CRCCB giúp chiếc xe có thể tăng con bằng tay và khả năng chống gãy khi có sự va chạm, được trang trí nhẹ nhàng bằng vài chi tiết ốc rô ti nằm ở rất nhiều nơi. Nhược điểm của cụm này là không có chân kính nên chủ nhân phải đặt làm CNC cái chân kính rời. Tuy nhiên cho chi phí cũng khá ổn, tầm là 200k, chưa bao gồm cách là chế ngắt con đề máy. Hệ thống trợ lực Hollin sẽ là một trong những cái tay trái đắc lực để chống cái sàn lắc đầu xe cho độ cao. Thông qua 24 nút chỉnh nặng nhẹ, người dùng có thể tùy chỉnh cái lực độ cứng tùy theo nhu cầu dụng của mình. Để có thể lắp được cái phục upside down của cái chiếc MX, chủ nhân phải CNC lại hết toàn bộ cái chẽn ba trên và dưới của xe, ước tính khoảng hơn 5 triệu đồng để thay đổi hệ thống treo trước cho con chiến mã. Phần chân phục đã được làm CNC minh lại theo kiểu dáng Hollin cho MX thêm đẹp và phá cách. Nhìn xuống phần dàn chân trước, ta thấy những góc ảnh quen thuộc, đĩa gaffer được bắt vào cái mâm Daytona thông qua một chất lỏng CNC làm bằng chất liệu nhôm nguyên khối. Chi tiết heo dầu Rainbow Bridge hay biết đất xứng được làm cái phát cực kỳ đẹp, nhìn cũng cứ ư như là sinh ra dành cho nhau vậy. Có combo dành cho cái dàn chân sau là sự kết hợp với heo dầu Rainbow lục lớn xoay ngược, bánh đạp Gristip, thương hiệu đồ chơi này đến từ Nhật Bản. Cái điểm nhấn trên toàn bộ cái dòng sản phẩm do họ sản xuất đều là phiên bản Bliss, vậy giá thành cũng cực cao và ít anh em chơi xe ưa chuộng hơn dòng Rainbow. Cái giảm xuất sau được cải thiện êm ái hơn bằng cái phục Hollin bình nhiệt rời, một thương hiệu mặt hàng đồ chơi phụ kiện sang chảnh, không những ở những phụ kiện mà được trang bị trên những chiếc MotoGP trong những chương trình đua, còn được áp dụng cho rất nhiều những dòng xe phổ thông ở Việt Nam. Hai thở cái phần ống xả Yoshura của Nhật Bản, thương hiệu rất quen thuộc đến dòng xe của Suzuki. Ngoại hình được titan lên 7 màu nhìn cũng rất là ấn tượng, cũng làm cho cái chiếc Raider 110 gọn gàng hơn, không che đi cái phần heo dầu Rainbow mà chiếc xe điện hữu. Dù đã bị lãng quên nhưng cái dòng Raider sang cơ vẫn có một nét đẹp rất riêng biệt. Yamaha X-Max 300 độ chống mặt, hệ thống bánh cầm Raspberry. Yamaha X-Max 300 sở hữu một thiết kế ngầu ở phân khúc Maxi Twister, là gương mặt đại diện cho những hội nhóm cũng như thường lui tới những cái sân đua hệ thống Raspberry ở Thái Lan. Với những thay đổi chống mặt đem lại nhiều hiệu quả đáng kể, cũng như những cuộc nước rút thần sầu khiến những cái tay mơ xe độ phải trầm trồ khen ngợi. Hôm nay chúng ta hãy cùng chiêm ngưỡng một thiết kế mới đẹp hơn, độ mới mẻ của một chân trời đất Thái dành cho cái mẫu xe này. Thiết kế bên ngoài bản độ được tối giản hết cái sức có thể nhằm giảm toàn bộ trọng lượng thân em ấy, cụ thể như cái chấn gùm trước, cái kính chắn gió, cái cặp yếm hai bên vân. Thay đổi đáng kể nhất là ở phía trước được hạ xuống bánh cầm thông qua một lớp khá nhỏ, đem lại khả năng đề ba lực cực kỳ nhanh. Vị trí nồi động cơ cũng được mang thiết kế hở nhằm giảm thiểu cái trọng lượng phát ra cũng như là vệ sinh dễ hơn. X-Max 300 được trang bị động cơ 4 thì xanh đơn SOC, làm mát chất lỏng, dung tích là 292c, công suất cực đại là 27,6 lực, mô men sắc cực đại là 29 m. Thay đổi phía sau hệ thống cái giảm sóc đôi White S, thương hiệu cũng khá lâu đời được anh em tin dùng. Cái dạng ống xả độ kết hợp cùng với cuốn bô titanium khá là cuốn. Phần yên được cột ổn lại nhằm đem lại cái trọng tâm cho người lái hạ thấp nhất có thể. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, là chi tiết nhớ like, subscribe.